Bye ba. Ba. Ý gì đây 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 đây. Con có kèo để cho ba lấy lại nóc nhà. Từ trước đến giờ là cha con mình là bàn biết bao nhiêu kế hoạch mà vẫn thất bại. Bây giờ là con đã suy nghĩ ra một kế hoạch, đó chính là bây giờ chôn mẹ, dụ mẹ để lấy lại nóc nhà. Là bây giờ mình sẽ rủ mẹ chơi kèo hoán đổi. Ba là mẹ, mẹ là ba. Là coi như là bây giờ ba thành mẹ đó, hiểu không? Là mẹ thường ngày đối xử với ba thế nào, ba đối xử lại y chang vậy luôn. Mẹ mà có chửi hay như thế nào thì ba nói là thường ngày ba đối xử với tôi sao giờ tôi đối xử y chang vậy, đúng không? Là tới cuối ngày người nào mà chiến thắng thì thắng đường chịu. À, yên tâm đi, giờ mình là mẹ rồi mà. Mẹ mà đánh là mẹ thua là không được chịu. Ok nha. Ok. Chuyện này tới công chuyện nha cả nhà ơi. Tới công chuyện rồi, tới công chuyện rồi. Đây. Mẹ. Khỏe chưa? Giờ mẹ khỏe chưa? Khỏe không biết chơi được. Kiếm tiền có vậy, có kèo kiếm tiền không nè. Ví dụ 10 phần, ta bị hết 7 thì còn 3 thôi cũng còn được. Còn được thì nó được. Còn được đúng không? Chừng nào mà tắt thở là xong rồi, hỏi trả lời xong rồi. Bây giờ mẹ có muốn kiếm tiền không? Muốn kiếm tiền cũng đi làm có nổi đâu kiếm tiền. Không, mẹ chỉ cần ngồi ở nhà thôi cũng có 1 triệu. Xạo, thiệt. Làm gì thì cũng có 1 triệu. Không làm lấy gì có ăn. Yên tâm đó hết. Bây giờ nè, mình sẽ chơi một trò chơi. Nếu như mà mẹ mà là người chiến thắng, từ đây đến chiều mẹ chiến thắng là cho mẹ 1 triệu. Đó, sẽ cho. Bây giờ là mình chiến thắng. Bây giờ mình chơi trò chơi hoán đổi. Là gì? Ba thành mẹ và mẹ thành ba. Sao thành được? Thì mình cứ tưởng tượng vậy đi. What? Trời. Bữa nay chừng ra mình mới biết gì mà không phát hiện. Cái là mẹ con quýnh kẻ con cấp dịch chết bà luôn mình xuống đó không? Yên tâm, bây giờ là không có quánh đâu. Bây giờ là mẹ đúng không? Mẹ sẽ thành ba và ba thành mẹ. Đó, mình thay đổi cho nhau. Bây giờ là ý là việc anh ấy làm, ví dụ giờ lúc trước ba làm gì là giờ mẹ làm vậy. À, rồi mẹ là giờ mẹ làm gì ba làm vậy. Đó. À, vậy là cái mà rửa bát với chai nặng chết mẹ bắt con lên đi mua chai rửa với chai, còn rửa chén ra giặt đồ là ông ha. Mẹ đang mệt ai là người làm. Bây giờ mẹ có chơi không? Bây giờ nếu ba với mẹ mà từ đây đến chiều ai là người thắng cuộc sẽ được chịu. Thắng cuộc gì? Thì trời ơi, kiểu như lại giờ ba thành mẹ thành ba. Đó, sao cái xong rồi tới cứ mẹ làm gì là kiểu tôi. Người nào mà thua, người nào mà chịu thua trước là người đó thua, còn người kia thắng được chịu. Vậy thôi đó. Dễ mình chơi có gì cho năm bệnh mình đổi nghề để nên tao sao móc cho chai nổi. Không bắt mẹ móc cho chai. Bữa đâu không làm sao có ăn được tiền. Trời ơi, tiền con nhiều mà, tiền con dư mà. Wow. Trời ơi. Tao làm không được sao tao dơ, tao coi lấy được 1 triệu đó. Được, mấy triệu con tin mẹ sẽ lấy được 1 triệu. Ông sao tao làm được. Con đâu có bắt mẹ làm chuyện đường ông đâu, con bắt mẹ làm chuyện đường bà thôi. Con đâu có bắt mẹ làm chuyện đường ông đâu, con bắt mẹ làm chuyện đường bà thôi. Đường bà đi thành đường ông. Ông trở thành đường bà rồi. Đúng rồi, mẹ cứ suy nghĩ bình thường đi, đừng có suy nghĩ nhiều quá nó bị rối não. Giờ chơi không? Giờ hỏi là bằng cuối. Chơi ông chơi. Mà có chơi mới được lấy tiền này. Chứ không đâu ra có tiền cho trời. Có làm có ăn không ba? Có làm có ăn. Nhưng mà tao hỏi tao không làm được sao con ăn được cho chuyện này. Bây giờ con mệt mẹ quá giờ hỏi mẹ có chơi hay là không chơi. 1 triệu đó. Chịu thua trước là phải trả lại 1 triệu nha. Ok. Rồi mẹ làm
anh làm đây con, mai lo cho bóc cái tay rồi. Thường ngày ba bệnh ba cũng đi làm mà, giờ ba đi đi. Thôi, tao bệnh đau là. Giờ sao? Giờ tao không làm, mà đưa tiền cho tao à? Tại nãy giao rồi. Okay, vậy? Nãy giao rồi tao làm được ông thôi, chứ tao không chịu, không để làm mà. Để tao bệnh. Nếu mà lấy tao bệnh á, tao làm gì được ông cũng được đó. Thường ngày mẹ hay làm gì với ba? Tao chịu bớt quánh nào. Quánh sao ba? Có hay sập có áo có đá rồi đó. Làm theo ba. Đó. Mẹ quá lộn, không được quánh lại nha. Tại vì thường ngày là mẹ quánh ba, mà ba không dám quánh lại, bây giờ cũng không được quánh lại. Hả? Cái gì đó nhà ba? Trời ghê chưa? Ghê chưa? Hả? Ê, thường ngày là ba không có quánh lại nha. Đúng rồi, quánh đi. Cái gì? Thường ngày ba không quánh lại. Ờ, chơi không đi. Thường ngày đâu đánh lại sao em chịu vậy? Giờ sao? Tí đi vô gửi chuyện đi. Giờ muốn con mắt bên này bị sưng lên luôn nữa. Wow. Tôi nói thiệt, tôi á bệnh chứ ai mà chặt nóng tôi một hơi cuối cùng nứt hơi trong cái chơi nó cho quét bụi tập luôn ha. Rồi. Đi lăn một gà luôn á. Mình làm bây giờ là mẹ rồi mà. Tôi làm là giao rồi, tôi làm bằng ông thôi. Cũng mới chặt tôi hả, một hơi cuối cùng cũng chơi ông á. Đặng đứng cơm máu chết cũng được á, cho ông biết mà ông bụng đi. Một triệu nha. Một triệu ra biết. À nãy mẹ nói rồi. Biết nhưng mà mẹ không, mẹ mà ý kiến nhiều quá là mẹ phải mất là một triệu trả đây. Bây giờ tao giao trong túi tao có nhiêu đưa nhiêu. Không. Cứ tao một triệu. Có triệu nè. Có nhiêu là mất hết tiền túi tao là nhiêu, có nhiêu lấy nhiêu. Giờ móc vào đây. Móc vào đây. Móc đây làm gì? Móc trải rượu đây là nghỉ chơi. Nghỉ chơi. Tự nhiên lên tao mua móc con mẹ nè. Móc đây. Khỏi đây. Trời ơi, còn có 225.000 à, chơi gì? Cũng là tiền nhá. Trời. Ba. Thường ngày mẹ hay làm gì ba? Bảo bệnh nghệ mà có đứt nhiều máu. Không sao. Có mệt đâu. Tim nó có nhảy à? Tim mẹ đi, tim trở phải nhảy á, tim mà đứng một cái là có không chị? Nhảy, tim không nhảy là có rồi á nè. Tại sao? Nè, tao làm đường ông nó giao rồi giả chịu đây mệt quá. Trả chịu gì? Chưa hết ngày nữa. Một ngày trời là chiều đây nè, người ta kêu mẹ hả đi người nào mà tới mà mua dây chai hay lựa dây chai mẹ lại đó, mẹ làm đó. Tao làm được. Người ta tới ta bóc con người tao đi chép thôi, tao có công thôi. Đó, thường ngày sao? Nắm cổ áo dơ vậy lên vậy nè. Ba. Sao? Sao? Đi làm đi em. Wow. Đi làm đi. Làm việc kia chừng nào người ta vô rồi tôi có công thôi chứ tôi làm vậy. Bây giờ đi lửa với tay. Đi lửa với tay đi. Dạ tôi không làm á. Đi lửa với tay đi. Tôi không có làm á. Đi lửa với tay. Thường ngày là quánh như vậy là bị nóng mắt rồi đó. Thường ngày là quánh như vậy là bị nóng. Muốn con này biết không đó không? Ngon để cho quánh lại. Ngon cái là ngon luôn à. Đâu mà chạy đi, quánh lại đi. Tao nói rồi nha, chọc tao rồi. Tao còn hơi cuối cùng tao chơi á. Đứt cơm máu tao chết cũng được á nha. Đừng chọc nha. Mình đang bực bội nha. Nắm chặt. Làm gì bò môi vậy, mỏi làm gì? Nóng rồi đó. Thường ngày mình nói xử với thằng ta làm sao? Không có giỡn nha. Thường ngày bị tán bóp bóp thiệt mà sao giờ không dám làm lại vậy? Tao hở chứ mà mày chặt tao mà tôi muốn chết vậy. Ê, nói nha, có lẽ đi nha. Bất kẹo. Khoan đi. Nó bất kẹo. Chịu nè, khoan đi. Khoan nó bất kẹo. Chịu rồi là nãy đi nè, mày giao rồi. Giao rồi là tao đàn ông với đàn bà rồi. Nè, thêm nè. Giao rồi, chịu rồi. Thêm nè, 3 triệu luôn. Nè, ê, cái đó chờ cái gì mà chờ. Tôi đi trước người ta mới chơi mà không. Cho thêm 2 triệu luôn nè, đó là tôi đi trước mới chơi mà tôi trước khỏi chơi. Trời. Ai đi đưa tiền trước rồi. Anh em mẹ quá, tiến thú với tao đó. Chi? Chơi. Con nói thiệt, của xạo làm cho. Làm cho con nhà rồi nữa, cho tài chi đó. Vậy sao? Chó nó để gì? Để gì vậy sao? Vậy làm sao? Vậy? Đi. Bây giờ tôi không có ra, tôi mở tôi vô
lúc trước ba Tài mới té xe đau xương, ba Tài vẫn đi làm, giờ phải đi làm. Ờ rồi đưa tiền đây tao đi làm. Không. Làm xong chiều mới đưa tiền chứ. Tao đã có tiền trước mà tao đi làm là tao có tiền trước, con ở nhà đang có kẹt có tiền. Làm xong mới mới có tiền chứ. Có làm mới có tiền chứ. Trời ơi, ý kiến kìa. Ba, có tiền trước mà tôi đi làm đâu mà. Hoán đổi rồi mà chơi kỳ không? Con kẹt tiền cho cô cho con ứng ứng tiền. Mất tiền nữa rồi. Đem cái này. Đem cái này.